các bạn nha. Mình sẽ giới thiệu các bạn dòng guitar G200D Yamaha nha. Đấy, dòng này cũng dọc trung bình mà khá là ok. G200D của Yamaha. Mình sẽ coi qua thông linh. Nhìn khá mới đúng không? Nhưng nó cũng có vài vết trầy. Cái này là mình chưa làm vệ sinh là nha. Đó là mình phải đánh móc đưa lại. Nhưng mà để nguyên vậy, nén đứt cộng dây mình mới thay lại luôn. Có cộng dây mới còn lại dây cũ ấy. Để review các bạn một cách chân thực thì mình sẽ đánh một cái bài đi nha. Nãy giờ thì nói chung là thường thường là khi mà review vậy thì nó có tạp âm á, có gì các bạn thông cảm nha. Số điện thoại 0906391557 thì cái mẫu modem này thì mình vẫn có ship toàn quốc nha. Đó, bạn nào có nhu cầu tư vấn về các loại khác thì cũng có thể liên hệ qua số Zalo vậy. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại nha.